hit me. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi nhân vật thợ vườn với một bộ trang phục B màu xanh. Đó, cái thẻ màu xanh và bộ trang phục này cũng xanh xanh luôn. Cô gái rất là hiền dịu nết na nhưng mà không dễ ăn hiếp đâu nha. Ngày hôm nay là một ngày cũng khá là đẹp trời, buổi thứ tư. Vẫn học như bao bình thường. Ai mà sướng được như các bạn đâu. Những cái bạn nào mà năm nay thi cử thì chắc là thi xong rồi, thì giờ cũng là những cái ngày tháng gọi là xả stress. Thi dồn, thi dập xong rồi cũng được chơi thôi. Chuẩn bị một năm học mới, môi trường mới. Sẽ có những cái môn mới, sẽ có những cái rồi ôi, ai á? Ui bà An. Rồi, mèo dơ là ok rồi. Mèo dơ là chiến thắng rồi. Vui chơi nhưng mà không quên là thả emote nha cả nhà. Ồ, mình tuột xuống thế đó rồi mà vẫn bị đánh vỡ cái bóng. Ôi ôi, nó đi đường này nó chặn đầu mình mới ghê chứ. Trời ơi, thôi dính mèo rồi. Thực ra thì mình cũng không biết phải phải làm sao nữa, dính mèo rồi chỉ có cách là sử dụng đôi chân của mình chạy thật nhanh, tạo ra những cái khoảng cách, ví dụ như là cái ván chẳng hạn, để cho chị An không có nhảy đụng tới mình là được. Thả mèo miết luôn á. Ui, trời ơi, sợ hãi. Mà mình mang nhánh 6 chứ, Emma là mình toàn mang nhánh 6 thôi. Chỉ trừ khi nào mà đồng đội lực lượng giải cứu trời tốc biến, trời ơi. Đồng đội mà lực lượng giải cứu đông đảo thì mới có thể là dùng nhánh 9. Chị gái. Thôi cứ cố gắng hết sức có thể. Và mỗi địa hình nó sẽ có cái mối liên kết khu cai với nhau, thì các bạn phải chơi để xác định xem đó mình sẽ lên làm gì tiếp theo vậy thôi. Nói chung là gáy cai được thì gáy, còn không cai được thì phải chấp nhận. Ui giời ơi, dính con mèo kìa, sao mà lâu thế. Nó đi một quãng đường vòng qua đây mà mình vẫn không hết choáng được. Trời ơi, rầu xỉu. Ok, những cái máy đang được kích hoạt nổ lên hết rồi, nổ lên. Mấy con mèo này á, khi mà cho nó chạy càng xa thì cái phạm vi nó hồi về cái khoảng mà gây ảnh hưởng làm choáng nó sẽ càng to. Đấy, cho nên là đi cứu nhiều khi cũng rất là cẩn thận nhá. Nhất là bà An. Ok ok, con mèo nó không kịp về rồi. Ui, ê, anh lợn dĩ cưỡi rồi tông ơi đi. Đỡ cho em, anh lợn. Hay. Trời ơi, yêu anh lợn ghê. À, có cái vòng xanh này. Rồi. May quá. Không, mình may mà mình nép kịp. Rồi, đứng rồi. Ôi, cảm ơn anh lợn nhiều nha. Anh lợn chất của năm luôn. Trời ơi. Ban đầu em cứ nghĩ là có anh lợn em sẽ rất là sợ. Nhưng mà không, anh lợn chơi hay quá. Trời ơi, sợ hãi. Sợ nó hồi mèo về quá. Ok. Ui nó gồng lên.
Ui hitbox đều thế nhở. Bốn máy rồi mọi người ạ. Khổ thật ý. Mình mà cầm nhánh 6 à, nhánh 9 chắc là 5 máy luôn. Cái nhánh của mình thì 36 cơ bản rồi. Còn cái nhánh nhảy ván, nhánh 9 lên được mỗi cái 2 điểm nhảy ván hay sao ấy. Bạn này tạo mèo hơi sớm nè. Trời ơi, phạm vi làm choáng của nó to không. Ok, lợn tới. Anh lợn. Ơ, dễ thương vãi. Đấy, các bạn thấy không? Chơi dã nhân là phải bài bản, phải có một cái mô típ, một cái giáo án, một cái lập trình gọi là quá chuẩn như là cái anh lợn này đây. Bây giờ nó đánh mình thì mình sẽ đi lên và bye bye chị ấy thôi. Có gì ạ? Đánh em đi. Rồi. Bye. Bye. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, được anh lợn anh yêu thương quá trời luôn. Dã nhân là phải như thế chứ, trời ơi. Gặp những ông dã nhân hút không được thì thôi, có thể dùng lợn đi cover cho mình chẳng hạn. Không, cưỡi heo chạy nhòng nhòng vậy đó. Không hiểu luôn. Thôi, giải tán lực lượng đi sang bên ga 1 thôi. Nó đâu rồi? Thôi đi sang ga 1 thôi. Ai là người... À, chị Trinh bị dí. Chị Trinh là người được chọn. Và dĩ nhiên là khi mà các bạn chơi trong cái map này á, thì nó sẽ có hai công tắc ở ga 2 và ga 3. Thì các bạn ở nào, ở gần ga nào thì tắt nó đi. Đó. Nhiều khi cái mình nói cũng rất là nhiều clip rồi, nhiều khi cái xe này nó là một cái phương tiện để cho các bạn thoát khỏi nanh vuốt của Hunter rất là thoải mái, rất là đã luôn. Này, thoát hết rồi này, đấy. Yêu anh lợn ghê. Skin đẹp, cách chơi cũng đẹp. Thôi đi anh lợn ơi. Đi vô đi anh. Tỉnh táo lên anh. Đừng có nhai cổng nữa. Giỡn. Thắng làm vua thua thì... À quên à, cái gì. Mình hay có một cái câu gọi là thắng thì im mà... À, thua thì im mà thắng thì gáy đó. Nhây cổng các thứ này. Anh ơi đừng có qua cứu nữa. Gì á? Ừ vòng lại đi anh. Anh làm vậy làm em sợ quá. Mà giờ thoát ra thì cũng không biết là bạn này như thế nào. Để coi xem sao. Chứ đừng bảo khôn 3 năm dạy 1 giờ là hả? Thật rầu rĩ. Đi vô đi trời. Thôi vô đi anh. Coi ghét không? Cái emote của ông này múa nhìn ghét thật sự luôn á. Ok, mình đã quay trở lại trận đấu thứ hai ở phố người Hoa. Đấy, cái bộ trang phục B này nhìn nó ma mị ha. Tóc thì màu xanh, mắt thì đỏ đỏ. Giống như là bộ trang phục của Halloween. Và các bạn lưu ý là chơi thợ vườn thì đừng có phá ghế ở những khu vực mà có đồng đội mình ở đấy nhá. Nó chửi cho đấy. Nó chửi đấy. Phá mình sửa đâu thì mình phá đấy thôi. Hoặc là thấy cái máy nào trống trống thì các bạn thò tay bạn thọc vô miếng cũng được, cũng không sao. Chứ nhiều khi mà ví dụ mình chơi thợ vườn mà lỡ tay chơi dơ á, mà còn ham đi phá ghế là đồng đội nó chửi cho đó. Ồ. Nói đâu xa. Mình chửi chứ ai. Mình chửi đó. Chị tưởng lát quá. Trời ơi, binh nó đỏ chóe. Sao mà chơi. Ui, không đi được luôn. Ui, trời ơi.
ơi. Để mình xem cái app 11 xem sao. Cái binh điên thiệt sự luôn á. Đây rồi, đây rồi. Cho, lên ghế. Trời ơi, xuống binh giùm đi. Xuống binh đi. Làm ơn. Ok, binh hình như đang giảm xuống rồi. Ngon, ngon, ngon. Hai. Rồi xong. Để lừa nó, để lừa nó. Rồi. Bình đẹp rồi nha. Và mình cũng mong chị gái đừng có chui lại, đừng có quay lại đây. Tha cho em đi chị ơi. Nãy mà không binh lát là chơi ngon rồi. Chán ghê luôn cái game này. Nó sập thì nó sập luôn đi, còn không thì cứ dở dở ương ương. Cái này ảnh hưởng người chơi rất là nhiều nha. Cứu em với anh chị ơi. Bạn nào bên bị gì? Họa sĩ à? Hôm nay mình chơi có một mình à. Ok, chị mỹ nhân, cứu em. Ngày hôm qua các bạn có thể thấy cái trailer của những cái bộ trang phục mới được đăng lên. Có cô nàng tiên cá, chị chủ tế với lại anh thăm dò. Thực ra thì Skin Hunter đợt này nhìn nó rất là lạ. Đúng không? Lạ, độc, công nhận luôn. Rồi, thọc cái ghế. Đồng đội nào mà được ngồi trên cái ghế mà mình phá thì sẽ được tăng thêm thời gian ngồi ghế, ngồi lâu hơn được một tí. Rồi mình sẽ đi thọc cái ghế này luôn. Yeah. Ok. À, cho ra ghế này thì bạn sai rồi. Sai quá sai luôn. Ồ, vẫy được luôn này. Trời ơi, chọc tôi. Hồi nãy là do chị. Úi dồi, không chạy được luôn kìa. Sửa hả? Úi, không 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 không, đừng. À. Đừng. No please, no please. Á, à, trời ơi, một đòn nữa đó. Nè nè nè, ồ. Họa sĩ hay. Rất là hay luôn, biết bò ra. Ủa, giật sọ chi cho phí vậy. Trời ơi. Đừng giật sọ bạn ơi. Hốt. Ôi, vẫn chạy được này, vẫn chạy được, vẫn chạy được. Hay, 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 hay. Chị thương đã, chị thương đi rồi cứu nó. Trời ơi, thấy sợ hãi ghê không? Trời ơi. Khỏe rồi mọi người ơi. Thanh niên này bị lên ghế. Họa sĩ là cứu sớm ngon lắm nha. Cho nên là mình khuyến khích các bạn chơi họa sĩ. À, cứu họa sĩ sớm một tí. Ừ, rồi đó. Lát nữa thì có khả năng là cho ngồi ghế miệt mài đến 99 thì các bạn cứu luôn cũng được. Nó lợi thế ở chỗ đấy. Rất là ngon lành luôn. Kích hoạt máy mã hóa rồi. Thơm. Nhiều khi mà giết được một đứa xong quay tới quay lui á. Trời ơi, không thấy cái ghế nào hết trơn. Tại mình phá rồi mà. Mù ghế thì đâu biết chỗ nào đâu mà mò. Thế là đâm ra cũng rất là hoảng. Không biết phải làm sao luôn. Ô, có vẻ họa sĩ là ra đi rồi. Thấy ghê không? Lát tí thôi nha, chứ không lát là cũng xử đẹp bà này liền.
Ô, đuổi à? Không cam ghế à? Ô, vậy không cam ghế thì mình xin. Mình xin cứu họa sĩ nha, mất ghế, mất người chị ơi. Yeah. Yeah. Ok, mốt dễ thương ghê luôn á. Yeah. Yeah. Dạ, nó nổi cuồng phong ba bão tố lên làm cái gì? Làm cái gì? Vậy là chiến thắng rồi đó. Ở trong cái nút bánh răng cưa có cái chữ gọi là đầu hàng đó. Ừ, ấn nhẹ một cái thôi là xong. Yeah. Em mốt cưng ghê. Ê, cái cọc của nó này mọi người. Úi giời, úi giời. Ô, bà Mỹ Nhân ra đây rồi. Ủa, vậy là nó đổi cái bổ trợ gì á? Ồ, hay. Ok, và có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây. Và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.